sân quanh khu mua vé của các khách hàng gửi về bán thương phẩm về trang trại Thanh Xuân. Có những khách hàng nuôi từ lứa đầu, có những khách hàng nuôi bán được rất nhiều lứa đều gửi về trang trại Thanh Xuân hoặc là mang về. Bà con có thể tự nhân giống ra từ lứa thứ hai, bà con nhân ra nếu bán nhiều thì bà con nhân giống nhiều. Bà con có thể tự bán tại các cái địa phương của mình, nếu có nguồn tiêu thụ lớn thì bà con tự cho dế nó đẻ, nó thêm tăng cái lượng dế đẻ lên thì mình sẽ thu hoạch được dế thương phẩm cực kỳ nhiều. Giống dế Thái này khi bà con thu hoạch trứng nó sẽ nhân lên rất là nhiều, từ có thể vài khay trứng, một vài khay trứng thôi sau các lứa bà con có thể thu tới hàng tạ hàng tấn cũng được, đấy là riêng về con dế. Nên bà con khi mua trứng không cần quan tâm nhiều lắm tới cái hạn mức, tới cái định lượng, có nghĩa là như kiểu là cái số cân. Bà con cứ hay xem các cái video người ta cứ nói là mỗi một khay trứng được bao nhiêu cân thì cái đó nó là chỉ là bán thịt, bán xong lại đi mua xong lại lấy, là thì cái đó nó không quan trọng bằng cái định mức mà mình bán được ra sản lượng, thì mình bán mỗi tháng là bao nhiêu cân, giá thu mua là bao nhiêu. Thế mình tự mình có thể nhận ra được, nếu mà mình hỏi cái trứng đấy là mỗi thùng, mỗi có người hỏi mỗi một khay trứng nuôi được mấy thùng, thì thực sự ra là các bác ấy cũng hỏi cái đấy thì cũng có cái đúng, nhưng mà có tôi nghĩ là một khay trứng mà nuôi ra được bao nhiêu thùng ấy, thì tôi nghĩ là cái vấn đề đấy sẽ không thể xảy ra được, không bao giờ có được. Với cái thứ hai đó là trang trại Thanh Xuân sẽ hướng dẫn cho bà con nuôi cái phương pháp nuôi là tập trung lúc đầu, vì dế con lúc đầu nó diện tích nó không chiếm nhiều nên mình phải nuôi tập trung, sau đó lớn thì mình sẽ san ra. Mình làm như vậy nó sẽ khoa học hơn, và cái thứ hai đó là nó đỡ bị bẩn các cái dụng cụ nuôi như vỉ bìa hoặc là cành lá hoặc là bìa, nó không làm bẩn nhiễm khuẩn, mất cái công chăm sóc nhiều. Ví dụ như là mình nuôi lúc đầu một số lượng dế con trong một cái thùng như vậy thì mình nuôi đến khi lớn luôn, như thế thì nó sẽ cái công chăm nó lúc đầu và cái sự cho ăn ấy nó không tôi thấy nó rất là ngược chiều. Bởi vì số lượng dế thì có thể như nhau hoặc có thể nó cũng sẽ hao hụt đi, bởi vì là trong quá trình nuôi dế nó lột xác, nó sẽ ăn thịt lẫn nhau. Vì vậy cho nên là nếu mà mình nuôi một thùng luôn từ lúc bé với cái số trứng một khay đấy, trong lúc lớn lên thì nó hao hụt đi thì nó còn ít. Như vậy thì bà con lấy các cái con to ở đâu để mà nó đều cái ngày để mình bù vào cho, nếu ví dụ hao hụt như vậy thì mình cứ nuôi nó mất diện tích quá, nó loãng, nó mất diện tích như vậy thì không hay và nó mất công. Cho nên là bà con phải nuôi theo hình thức là tập trung ngay từ đầu, ví dụ như là mấy khay đó mình sẽ nuôi vào một thùng, sau đó đến một cái độ tuổi nhất định, ví dụ như khoảng 20 ngày tuổi thì mình có thể đông rồi, lúc đấy là nó phát triển đông đàn lên, hoặc 10 ngày tuổi tùy nếu thùng bà con thấy nó đông ở cái nước mức nào mình sẽ san ra các thùng khác, thì nó là một lứa dế mình san ra nó sẽ đều,
nó sẽ đều hơn, và như vậy làm như vậy nó sẽ đỡ tốn cái công chăm sóc và nó cũng không làm mình mất nhiều các thùng. Như vậy nó sẽ khoa học hơn, chứ chúng tôi không hướng dẫn được như bà con hay xem ở trên mạng là cứ một khay cho vào một thùng hoặc một khay cho vào một chuồng. Nên lúc bé thì nó rất ít và lúc lớn lên thì nó lại rất là đông, cho nên mình phải nuôi cái số lượng tập trung lúc bé là phải nhiều hơn, sau đó lớn mình sẽ tăng ra, bởi vì lớn nó đông mà nó diện tích con nó to lên thì diện tích nó sẽ chật hẹp lại, cái mật độ của nó tăng lên thì mình phải san ra thì nó mới hợp lý hơn. Đó thì rất nhiều bà con hay hỏi trang trại Đinh Xuân về cái vấn đề nuôi ngược như vậy, thì cái video này bà con sẽ tham khảo và sẽ làm theo cái cách hướng dẫn của trang trại Đinh Xuân xem như vậy nó có hợp lý không. Tất cả bà con nuôi của trang trại Đinh Xuân chúng tôi đều đã nuôi rồi, dế và đã được hướng dẫn kỹ thuật, đã nuôi theo phương pháp của trang trại Anh Xuân đều làm như vậy, đều nuôi tập trung và san ra. Kỹ thuật chúng tôi bao giờ cũng hướng dẫn cho bà con là chuẩn nhất, chứ không hướng dẫn nó mông lung nó khác đi, thì bởi vì kinh nghiệm nuôi dế cũng đã khá nhiều năm rồi. Mình có áp dụng được tất cả các cái phương pháp rồi. Nhưng chúng tôi không phải là chúng tôi không nắm được những cái kỹ thuật đó. Hướng dẫn làm sao để bà con mình nuôi nó đỡ tốn công hơn.